Thưa quý vị và các bạn, xuất khẩu của Việt Nam đã và đang tăng mạnh về cả quy mô và năng lực sản xuất. Năm 2017 là năm thành công của xuất khẩu khi lần đầu tiên kim ngạch xuất khẩu của nước ta đạt 214 tỷ đô la Mỹ, tăng 21,2% so với năm 2016. Việt Nam cũng đang thực hiện đúng lộ trình của chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Năm 2018, xuất khẩu được nhận định sẽ tiếp tục có những cơ hội để tăng trưởng khi cam kết hội nhập được triển khai sâu rộng, giúp thuế xuất nhập khẩu tiếp tục giảm sâu. Những nỗ lực của chính phủ, các bộ ngành trong cải cách thủ tục hành chính, kiến tạo môi trường kinh doanh, đầu tư thuận lợi, thông thoáng, minh bạch, góp phần khơi thông nguồn lực cho sản xuất, kinh doanh. Tính đến hết tháng 7 năm 2018, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2017, ước đạt 264,32 tỷ đô la Mỹ, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 133,69 tỷ đô la Mỹ. Muốn tham gia vào chuỗi mà là chuỗi có giá trị gia tăng cao thì sản phẩm phải có chất lượng tốt, sản phẩm chất lượng đó phải được kiểm soát qua cả một quy trình. Thứ hai nữa là các sản phẩm đó phải đạt chuẩn, những chuẩn quy định của các nước khác nhau về sản phẩm. Thứ ba nữa là phải tham gia vào các chuỗi giá trị với nhau. Thứ tư nữa phải nâng cao cái tính chuyên môn hóa của các sản phẩm. Thứ năm nữa là các doanh nghiệp phải cố gắng chế biến sâu hơn các sản phẩm của mình, làm các sản phẩm chế tác nhiều hơn. Chứ nếu chúng ta xuất thô hoặc là sơ chế không thôi thì không thể có giá trị gia tăng tốt để tham gia được vào các chuỗi hoặc là có thể xuất khẩu với giá trị gia tăng cao hơn. Việt Nam là một trong những quốc gia có tiềm năng lớn về nông sản và đây cũng là một trong những nhóm hàng xuất khẩu chủ lực. Thực tế, đã có nhiều sản phẩm xuất khẩu thành công ra nước ngoài đến các thị trường khó tính, chiếm vị trí top đầu xuất khẩu. Tuy nhiên, tỷ lệ các sản phẩm xuất thô mang lại giá trị gia tăng thấp vẫn chiếm đa số, các sản phẩm sau chế biến có thương hiệu mang lại giá trị gia tăng cao chưa nhiều. Tỷ lệ doanh nghiệp tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu còn hạn chế. Hiện cả nước có khoảng 700 chuỗi giá trị nông sản được chứng nhận là chuỗi cung ứng nông sản an toàn, nhưng chỉ có khoảng 50% chuỗi hoạt động có hiệu quả. Tỷ lệ này tạo nên một bức tranh tổng thể không mấy tích cực đối với mục tiêu phát triển chuỗi giá trị nông sản. Xuất khẩu Việt Nam trong thời gian vừa rồi thì nó cũng, mặc dù thì con số tăng trưởng thì cũng cao nhưng cũng còn gặp rất nhiều khó khăn. Tôi nghĩ là nhà nước cần có nhiều các cái giải pháp đồng bộ hơn. Đấy, thứ nhất là tháo gỡ các cái thủ tục hành chính hơn nữa. Thứ hai nữa là các cái thủ tục hành chính để mà xuất khẩu sản phẩm nó bớt đi. Thứ ba là các cái chi phí mà logistics nó phải giảm đi. Thứ tư nữa là nhà nước phải có cái chính sách khuyến khích để cho các cái công nghiệp phụ trợ nó phát triển. Muốn nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm để tăng trưởng xuất khẩu bền vững, Việt Nam cần tăng cường liên kết trong và ngoài nước, giữa doanh nghiệp xuất khẩu với các doanh nghiệp cung cấp đầu vào trong nước, bởi khả năng kết nối của quốc gia với thị trường toàn cầu về hàng hóa, dịch vụ, vốn và lao động là yếu tố chính để tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Song song với đó, doanh nghiệp cần nâng cao kỹ năng, năng lực và thực tiễn quản lý bên trong để đạt được năng suất và trình độ đổi mới sáng tạo cao nhất có thể. Các doanh nghiệp lớn cần cải thiện hệ thống quản trị, gắn kết, bổ trợ nội bộ và liên kết các doanh nghiệp khác, có chiến lược tốt, tránh mang tính ngắn hạn và thời cơ, giảm khoảng cách về hiệu quả hoạt động và năng suất giữa khu vực doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân trong nước và doanh nghiệp nước ngoài. Một trong những giải pháp để mà giúp đỡ cho cái đẩy mạnh cái công đoạn mà tin cậy vào sản phẩm xuất khẩu của hàng Việt Nam, nông sản Việt Nam là dùng hệ thống thông tin. Và trong đó thì cái công nghệ blockchain đang là một trong những cái ứng cử viên sáng giá cho việc là hỗ trợ việc truy xuất nguồn gốc một cách minh bạch và thông tin nó xuyên suốt. Do vậy, chúng tôi đã và đang đi từ hướng công nghệ để tiếp cận với các chuyên gia về nông nghiệp và xuất khẩu để từ đó phối hợp đưa ra những cái giải pháp có thể hỗ trợ nâng cao cái giá trị của các cái hàng nông sản xuất khẩu, đặc biệt là cho nông nghiệp Việt Nam. Tôi nghĩ là cần phải có một cái sự liên kết, mạnh mẽ hơn nữa giữa từ cái nhà sản xuất tới các cái nhà cung ứng cũng như là tới tận tay người tiêu dùng. Thứ hai nữa là cần có sự liên kết giữa các nhà cung cấp dịch vụ. Bản thân hiện nay chúng tôi đã thành lập cái liên minh hỗ trợ xuất khẩu, chúng tôi gọi tắt là VESA. Thì cái liên minh này nó gồm các cái nhà cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực thương mại điện tử cũng như là các cái nhà giao vận, ngân hàng, thanh toán, bảo hiểm, các cái dịch vụ hỗ trợ thương mại điện tử. Thì tôi nghĩ những cái dịch vụ này nó đang góp phần trong cái việc xây dựng những cái gói giá trị để hỗ trợ cho doanh nghiệp, và đặc biệt là với một cái đặc điểm của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay có khoảng 74% là doanh nghiệp siêu nhỏ, thì rất nhiều doanh nghiệp hiện nay quy mô rất là nhỏ và người ta rất cần những hỗ trợ, đặc biệt là khi tiếp cận thị trường quốc tế.
Theo Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, để hướng tới xuất khẩu bền vững, trong thời gian tới cần có nhiều giải pháp trọng tâm như thúc đẩy sản xuất phát triển, tạo nguồn hàng có chất lượng cho xuất khẩu và nâng cao giá trị gia tăng, xây dựng các chuỗi giá trị sản phẩm xuất khẩu, đàm phán mở cửa và phát triển thị trường, tăng cường các biện pháp nhằm duy trì thị trường xuất khẩu ổn định, tăng cường và đổi mới thông tin thị trường, cải cách thể chế, hoàn thiện hành lang pháp lý đối với hoạt động xuất khẩu, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động xuất khẩu. Tuy nhiên, để các giải pháp này đem lại hiệu quả cao, bên cạnh các khuôn khổ pháp lý do nhà nước ban hành, cần có sự vào cuộc mạnh mẽ từ phía các doanh nghiệp.